Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 Nam Mạng, năm nay vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Diễm Quỳnh mến chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, năm 2021 là một năm có nhiều biến động, không có nhiều thuận lợi đối với những người tuổi Canh Thân. Vậy nên, năm 2022 liệu rằng mọi thứ có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng, năm 2022 Nhâm Dần, thì quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân Nam Mạng được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ, nắm bắt được những điều tốt xấu và vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần, và qua đó thì sẽ giúp cho quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo trong năm, và từ đó thì có những chủ động hơn trong công việc làm ăn cũng như là thực hiện các mối quan hệ trong xã hội. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 Nam Mạng trả giá cực đắt cho thành công. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 Nam Mạng, năm nay vận số của Canh Thân Nam Mệnh không mấy khả quan, bạn bị ảnh hưởng bởi thái tuế. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 Nam Mạng ra sao? Năm nay vận số của Canh Thân Nam Mệnh không mấy khả quan, bạn bị ảnh hưởng bởi thái tuế. Đa số người tuổi này đều có một khoảng thời gian khó khăn trong năm nay. Năm 2022, Canh Thân tròn 42 tuổi, cuộc sống gặp khá nhiều rắc rối, sự nghiệp và sức khỏe đều lênh đênh như bèo trôi. Năm nay, bạn phải nỗ lực gấp đôi năm cũ để giảm bớt ảnh hưởng của hung tinh lên vận số của mình. Do vận hạn năm nay bị trực xung với thái tuế nên vận trình tuổi Thân gặp nhiều biến cố lớn trong năm. Vậy nên những người tuổi Canh Thân cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Khi mang theo kim bài thái tuế bên cạnh, sẽ được thái tuế tương trợ, hóa giải vận hạn và tai ách của năm mang lại. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, sự nghiệp của nam tuổi này có chút gập ghềnh. Dưới sự cản trở của thái tuế, bạn dễ dàng rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc, đau đầu vì lắm việc. Đặc biệt, những bạn đang là nhân viên văn phòng có thể bị hung tinh làm cho sự nghiệp trì trệ, ì ạch bằng lý do này hay lý do khác. Hễ có chuyện xảy ra, nó không chỉ làm giảm tiến độ phát triển của cả công ty mà thậm chí có thể nảy sinh bất mãn với đối tác hoặc đồng nghiệp. Nam Canh Thân năm nay phải nỗ lực gấp đôi trong sự nghiệp, nghĩ cách phá bỏ những hạn chế trong công việc. Đừng để bản thân quá bị động, nếu không sẽ rất bất lợi cho việc phát triển tài lộc. Ngoài ra, bạn cũng có thể trông chờ vào sức mạnh của các tinh thiên giải để giúp bản thân thoát khỏi khó khăn càng sớm càng tốt. Nam tuổi này làm kinh doanh, nếu kinh doanh mặt hàng phụ nữ tiêu thụ nhiều hơn, thì chắc chắn lợi nhuận trong năm nay sẽ tăng rõ rệt. Người làm công ăn lương, nếu dưới quyền sếp nữ thì sẽ giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Chỉ cần nỗ lực thể hiện bản thân là sẽ có cơ hội để phát triển, nên đề phòng những kẻ giáp tâm, gieo rắc tin đồn, cẩn thận ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Tài lộc đánh giá 3 sao. Đường tài lộc của người này trong năm Nhâm Dần 2022 có chút xấu, bị ảnh hưởng bởi hung tinh, đại hao và báo vĩ, cho nên bạn khó có lộc, đặc biệt là về thu nhập chính. Do sự nghiệp sa sút nên nam tuổi Thân khó có thể duy trì thu nhập ổn định trong cuộc sống hàng ngày. Vì lý do này, nam Canh Thân phải tìm cách khác để kiếm tiền giúp cho cuộc sống đỡ bấp bênh. Tiết kiệm tiền cũng yếu ớt do một số người chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính, nên hãy tránh đầu tư trong năm nay, nếu không sẽ rất dễ bị hao hụt tài sản. Nếu muốn đầu tư, nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn trung tâm. Tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để tránh bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại. Để tránh những điều hung họa trên, những gia chủ tuổi Canh Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ hóa giải và độ mạng cho gia chủ tuổi Canh Thân.
với lục tự, đại minh chú và chú bát nhã tâm kinh trên pháp bảo là biểu tượng mạnh mẽ của Đức Phật, sẽ giúp giải trừ tai ách thị phi và tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt cung quan lộc và cung tài lộc cho gia chủ tuổi Canh Thân trong năm 2022, giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, cuộc sống an yên, viên mãn. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Thân 42 tuổi trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ tương đối ổn định. Mặc dù năm Nhâm Dần là năm bạn bị dính hạn thái tuế, nhưng may mắn thay có các tinh giải thần xuất hiện để bảo vệ mặt tình cảm của bạn. Vì vậy, tình cảm của những người đã kết hôn về cơ bản không chịu sự can thiệp quá mức từ thế giới bên ngoài. Người độc thân cũng có thể yên tâm hơn về đường tình duyên của mình. Năm nay là năm hạn thái tuế, thay vì lo lắng về vấn đề tình yêu tốt hơn, bạn hãy tập trung nhiều hơn vào công việc và kiếm tiền, tình cảm hãy dẹp sang một bên. Sức khỏe đánh giá 2 sao. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 nam mạng cho hay vận trình sức khỏe không ổn định. Sức khỏe của bạn năm nay thực sự gặp trở ngại, không chỉ đầy rẫy mối lo về thể chất mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại. Nam Canh Thân nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân nhiều hơn. Đừng để bản thân phải làm việc quá sức, vất vả. Đồng thời, nên tránh ra ngoài một mình vào ban đêm, đề phòng những nơi có nguy cơ tiềm ẩn, các mối nguy hiểm. Các thầy phong thủy cũng khuyên mệnh chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dựa vào cát khí của bộ tam hợp quý thần sẽ giải trừ hung hiểm, tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho gia chủ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời gia tăng sự hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Hung cát, hung tinh năm 2022 tuổi Canh Thân gặp hung tinh báo vĩ, huyết nhận, đại hao, lan can, khiến cho mọi mặt của cuộc sống trở nên hỗn độn. Cát tinh, năm nay bạn có cát tinh thiên giải, địa giải, giải thần trong sự nghiệp và mối quan hệ cá nhân. Vì vậy, Canh Thân không phải lo lắng quá nhiều trong năm nay, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc và cẩn thận, tránh ảnh hưởng của các sao xấu và hạn thái tuế chiếu vào cuộc sống thì vẫn có thể hy vọng hóa giải được những điều xui xẻo trong năm. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 3 sao. Do tác động của thái tuế, tháng này bạn chưa thể cảm nhận được sự náo nhiệt vui vẻ của mùa xuân thì đã xui xẻo rồi, đi đâu cũng gặp vận hạn, số phận gập ghềnh. Tháng 1, hãy làm việc, cố gắng giữ kín mồm mép, giữ an toàn cho bản thân, đừng khoe khoang quá nhiều, hãy làm tốt công việc của mình, điều này có thể giúp bạn tránh được rất nhiều ảnh hưởng của thái tuế. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của Canh Thân sinh năm 1980 có phần sa sút trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, mặt tình duyên của bạn lắm tai bay vạ gió, dẫn đến mâu thuẫn hoặc nghi ngờ giữa mình và bạn đời. Tình cảm vợ chồng xuống cấp, đường tình rối ren, dễ xảy ra ly hôn, chia tay. Hãy tăng cường giao lưu, trao đổi giữa hai bên, điều này có thể giúp bạn tránh được xui xẻo đường tình. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Bị ảnh hưởng bởi đại hao, thu nhập của bạn trong tháng này rất gập ghềnh. Bạn bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng trong sự nghiệp, thậm chí còn có thể đối mặt với bi kịch mất việc. Vì vậy, Canh Thân nên chú ý nhiều hơn đến vận may sự nghiệp của mình trong tháng này, chăm chỉ làm việc, đồng thời bảo vệ tài lộc và sự an toàn, tránh để các sao xấu làm tổn hại đến của cải. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Bị ảnh hưởng bởi sao lan can hung tinh, bạn có những thay đổi lớn về tính khí trong tháng 4, có xu hướng tỏ ra bất cần và vô lý từ những chuyện nhỏ nhặt khiến cho những người xung quanh phàn nàn. Các mối quan hệ xã hội của chính bạn cũng trở nên rất tồi tệ từ đó mà ra. Trong tháng này, khuyên các bạn tuổi Thân nên học cách kiềm chế tính khí và điều chỉnh tâm lý, biết quan tâm đến những người xung quanh. Nếu không, sẽ dễ mà gây ảnh hưởng đến hình tượng bản thân và ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Canh Thân nam mệnh có thể sẽ được công ty chuyển sang các vị trí khác nhau trong tháng này. Đối mặt với môi trường làm việc và nội dung công việc mới, những chú khỉ nam có thể gặp phải nhiều lời nói khó nghe, do tính cách không phù hợp, do đó sự nghiệp sa sút nghiêm trọng, công việc cũng thường xuyên xảy ra trục trặc. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của Canh Thân sinh năm 1980 tương đối sa sút, bị ảnh hưởng bởi thái tuế, tháng này thể chất rất tệ, thỉnh thoảng dễ bị ốm, sốt, khiến cho cả người trông rất yếu ớt và mệt mỏi. Vì vậy, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, đồng thời chú ý đến quy tắc sinh hoạt, đi ngủ sớm, dậy sớm, không nên làm việc quá sức. Tháng 7, đánh giá 5 sao.
Mối quan hệ cha mẹ con cái của nam canh thân đã được cải thiện trong tháng này. Trong tháng này nhờ có cát tinh giải thần nên tính khí của bạn khá dễ chịu, làm gì cũng suôn sẻ. Bạn trở nên hòa thuận, hiền lành hơn rất nhiều. Bạn có thể hiểu được tâm tư của trẻ con và giao tiếp với chúng nhiều hơn. Do đó tình cảm giữa hai bên trở nên rất thắm thiết, không khí gia đình cũng trở nên hòa thuận. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Tháng này, bạn bị thái tuế giáng đòn nhưng cũng không hề hấn gì, vẫn bình an vô sự. Về cơ bản, tử vi có thể cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trên mọi phương diện. Sự nghiệp của bạn đang ổn định và bạn có thể phát triển tốt hơn nữa trong nơi làm việc. Vì vậy tháng này của tuổi Thân tổng thể tài lộc có lẽ không quá tệ. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Tháng 9 là tháng mang tin vui về kinh tế cho nhà canh thân. Bạn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ quản lý tài chính khá tốt, biết cách làm ăn khá thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Bạn có sự nghiệp khởi sắc trong tháng này, với sự giúp đỡ của thiên giải, bạn hoạt động khá suôn sẻ. Ở nơi làm việc mọi thứ được sắp xếp quy củ, những bạn đang làm lãnh đạo có hình tượng rất tốt trong tháng này. Bạn cũng có thể đối xử với cấp dưới của mình bằng những hình thức thưởng phạt rõ ràng, vừa có lợi vừa có tiếng thơm. Vì vậy, tất cả nhân viên trong công ty đều rất tin tưởng bạn. Họ có thể trung thành theo bạn và làm việc chăm chỉ vì sự phát triển của công ty. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Vận trình tình cảm của những người tuổi Thân trong tháng này khá tốt. Dưới ánh sáng của ngôi sao tốt lành, mối quan hệ yêu đương đã ấm dần lên. Cả hai vợ chồng có thể cùng nhau trò chuyện, cười nói vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống. Vì thế tình trạng hôn nhân gia đình cũng hòa thuận hơn. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Khỉ trong tháng này có chút bận rộn. Khi Tết Nguyên đán đến gần, việc vất vả chuẩn bị đón năm mới là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng sau tất cả, mọi sự xuất hiện của năm mới luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến mấy, cũng có thể vui trong đau khổ. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống, có thể nói rằng là đầy rẫy những chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải tử vi của Phong Thủy Gia Cát thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ phần nào áp dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày của mình và từ đó thì có những bước đi vững vàng hơn trong tương lai sắp tới. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.